Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ làm washi chat 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 chat. Và các nguyên liệu cần có thì có màu, giấy và keo hai mặt. Đầu tiên giấy, các bạn có thể sử dụng giấy A4 hoặc là giấy màu cũng được. Mình không thích giấy A4 nên mình sử dụng giấy màu, không phải đâu, bởi vì mình đã sử dụng trên giấy A4 rồi. Đây là keo hai mặt, các bạn dính lên một mặt của một tờ giấy nhé. Tất nhiên keo hai mặt dính lên một mặt rồi, nếu mà dính hai mặt thì không thể làm washi được. Bây giờ thì các bạn cắt ra nhé, cắt hết ra những cái chỗ nào các bạn dính keo hai mặt ấy. Mình đang sử dụng bút màu tím của Crayola, thì mình đang khoanh những cái vòng tròn 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 tròn, sau đó mình gạch xong một tròn tròn tròn. Mình tính đầu tiên là ghi chữ đấy, nhưng mà mình sẽ ghi thứ ngày tháng. Đối với mình thì khi làm washi thì các bạn chỉ cần làm những cái thứ đơn giản như này thôi. Và sau khi mình ghi xong thì mình chấm 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 lên viền ở phía trên cho nó tựa màu xương sa hồn lựu ha. Mình thấy hơi sến. Các bạn nhìn xa thì thấy nó màu đen đúng không? Mình cố gắng quay rồi nhưng mà nó là màu tím ấy. Nhưng mà mình quay nhiều vòng quá nên nó thành hơi tím tím đen đen. Nói chung là nó giống màu đen. Tiếp theo đó thì các bạn lấy cây bút, các bạn ghi thứ ngày nhé. Các bạn ghi Morn, Chill, Breath, Trust, Bright, Sass, Sun. Đây là trên tờ giấy mình mới làm xong. Và đây là trên tờ giấy A4 mình làm thì nó rõ nét hơn và nhìn nó trắng. Các bạn thấy trên A4 nhìn đẹp hơn đúng không? Bây giờ mình tiếp theo đó thì mình sẽ vẽ mặt cười. Và đây là cái mặt mà các bạn thấy rất là nhiều rồi. Có hai con mắt màu xanh, hai cái má màu tím và cái mũi và cái môi màu đỏ đỏ hồng hồng ấy. Cái này có rất là nhiều trên các washi tab, hoặc là thậm chí ở trên mấy cái cục sticker, rất rất là nhiều rồi. Thì các bạn cứ hay vẽ hai con mắt xà lè gần nhau, sau đó vẽ cái mũi, cái miệng cười, rồi hai cái má màu tím phúng ra bên ngoài. Đó, các bạn thấy cái này rất là quen rồi đúng không? Mình thấy cái này hơi mắc cười, mình vẽ nó không được đều á, nhìn nhiều lúc hơi như hơi con khỉ. Đây, bây giờ thì mình sử dụng màu mắt cơ để vẽ trên mặt giấy. Và mình sẽ tô như thế này. Mình sẽ làm một cái kiểu rất rất là đơn giản. Đây, mình vẽ những cái bánh mì bằng bút mực đen. Các bạn thích ăn bánh nào thì các bạn vẽ vào thôi. Các bạn vẽ xong rồi chừa ra những khoảng cách. Đây, vẽ kiểu đơn giản nhất có thể là được. Mình thích cái kiểu washi như thế này bởi vì nhìn nó khá là đẹp và nó trẻ trung ấy. Nhiều lúc các bạn làm những cái thứ cổ điển hay là làm những cái thứ màu mà kiểu vàng nhạt ấy, thì nó rất là đẹp. Và bây giờ thì mình lấy cây màu của paper pen, mình tô lại những cái bánh mì và mình tô hết bánh mì màu đen luôn. Đây là bánh mì bóng đêm hả? Mình nghĩ là bánh mì bóng đêm đó các bạn. Bánh mì đen thui thùi lùi luôn, hay là bánh mì nhúng sô-cô-la hay sao, hay là bánh mì bị cháy lò. Đây, các bạn chìm ngưỡng nhé, chìm ngưỡng nhé. Bây giờ thì mình dùng một cái màu vàng nhạt hơn để tô lên mặt giấy của một cái tờ washi khác. Và bây giờ mình đang tô nó nhạt. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ vẽ động vật. Rồi các bạn vẽ động vật kia gì cũng được, nhưng mà các bạn vẽ xoăn lại những cái hình thù của các bạn ấy, nhìn nó sẽ rất là dễ thương hơn. Nói chung là mình vẽ thỏ, vẽ mèo, vẽ khỉ, vẽ cola, vẽ nhiều thứ lắm. Nhiều lúc mình không biết là mình đang vẽ con gì á các bạn. Nói chung là trong các đầu óc của các bạn tưởng tượng như thế nào, hoặc là các bạn có thể tham khảo nguồn ở đâu để có vẽ các con vật thì các bạn cứ vẽ lên thôi. Nhưng mà các bạn vẽ cứ làm xoăn cái hình thù của các bạn ấy, nhìn nó sẽ rất là dễ thương hơn. Nhiều lúc mình đang không biết là mình đang vẽ cái gì á, mình vẽ giống cũng có, mình vẽ khác cũng có. Nói chung là các bạn sẽ vẽ cắt ra, như vậy là sẽ ok hơn. Có thể các bạn bỏ ra khoảng trống để viết cái chữ cho nó đẹp. Bây giờ mình sẽ quay lại. Đây, mình lấy màu hồng, mình tô má hồng nên nhìn cho nó cute, vẽ trái tim ở giữa. Rồi, các bạn thấy đơn giản đúng không? Các bạn có thể sử dụng màu paper pen để vẽ. Đây là washi mình mới vẽ xong. Và đây là washi mình vẽ trên giấy A4, nhìn nó nhạt và cute hơn. Và tiếp theo đó mình sử dụng màu đào, màu peach để vẽ trên một mặt của tờ giấy. Và các bạn có thể sử dụng bất kỳ màu lông hay là màu gì màu đỏ. Mình đang sử dụng màu của paper pen màu đỏ để vẽ những cái hình thù rất là đặc biệt. Các bạn có thể vẽ đường cong, đường dài, đường tam giác hay là đường gì đó mà tạo ra thành miếng dưa hấu ấy. Các bạn vẽ hình tròn cũng được, hình tam giác, hình cong, miếng dưa hấu cong, lật úp ngược, úp xuôi cũng được. Cuối cùng xong thì các bạn lấy một màu xanh để vẽ cái vỏ của dưa hấu nhé. Thì các bạn cách ra khoảng một khoảng trống vừa phải, khoảng 1mm gì đó, hoặc là gần 1mm cũng được. Đó, các bạn sắp thành miếng dưa hấu rồi đấy. Tiếp theo đó thì các bạn lấy bút đen viền thành có hạt dưa hấu. Không cần giống hạt dưa hấu, là chấm 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 giống hạt dưa hấu là được. Đây là những miếng
dưa hấu xinh đẹp nhất và cute nhất mà mình từng thấy. Nó quá là kinh dị. Tiếp theo đó thì các bạn chấm chấm thêm sơ sa hồ liệu là được rồi. Ok, xong rồi washi tiếp theo. Cái washi này thì mình sẽ tô màu xanh nhạt lên phía trên, còn không thì các bạn để giấy trắng bình thường cũng được. Sử dụng màu của Fiber Pen hoặc là Crayola để vẽ những cái trái cây mà bạn thích. Mình đang vẽ trái cam thì các bạn vẽ nửa trái cam trên và ở giữa là những cái trái cam hình tròn nhé. Các bạn vẽ hình như thế nào cũng được, to nhỏ cũng được, mình thấy vẽ vừa vừa nó sẽ đẹp ấy. Và tiếp theo đó thì tất nhiên là vẽ lá của quả cam rồi, xong rồi chấm 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 thêm mấy cái cho nó xương sao hồ lựu đấy. Đấy, thật đơn giản đúng không? Các bạn có thể vẽ được. Và đây là cái washi mình sẽ tô màu xanh lên mặt nhá. Và những cái washi cuối cùng này thì mình sẽ vẽ họa tiết rất 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 là đặc biệt. Đặc biệt đến cái mức mà ai cũng vẽ được. Nó khó đến cái mức mà ai cũng vẽ được đấy các bạn, nên nó trở thành sự đặc biệt. Và mình đang sử dụng bút mực xanh của Morandi để vẽ những cái đường cong nhấp nhô đồi núi. Và sau đó thì các bạn vẽ cách ra một khoảng trống 2-3mm, xong rồi vẽ tiếp một cái đường cong cong nữa nhé. Và các bạn cứ liên tục vẽ như vậy. Mình vẽ cái này mình hơi nổi da gà ấy, nhìn nó giống con rắn ấy, con rắn lục màu xanh ấy các bạn. Và các bạn vẽ như vậy đến khi nào mà các bạn hoàn tất thì thôi. Đây, mình sắp hoàn tất rồi, mình vẽ thêm mấy cái mỏng bên ngoài nữa. Các bạn tô màu làm sao cho nó đều màu nhé. Mình tô lúc nó đậm quá, lúc nó nhạt quá, nhìn nó không có được đẹp. Và đây là cái washi cuối cùng, thì các bạn sẽ vẽ kiểu caro. Bây giờ mình sẽ kẻ theo chiều ngang trước. Kẻ theo chiều ngang này thì các bạn cần một cái thước và đo mắt của các bạn phải chính xác ấy, không nên bị méo ấy. Bây giờ mình sẽ kẻ. Đây là những cái washi mà mình đã vẽ xong. Mình vừa vẽ bằng giấy mà mình đang vẽ và mình vừa vẽ bằng giấy A4, thì mình thấy vẽ trên giấy A4 đẹp hơn là giấy mà mình đang vẽ. Đây, để làm lõi của cái washi thì các bạn có thể sử dụng lõi của cuộn giấy vệ sinh, hoặc là một tờ giấy, nếu mà không có cái lõi đó thì các bạn có thể sử dụng một cái tờ giấy cứng cuộn lại vòng tròn và cố định lại, sau đó các bạn căn là khoảng từ 1 đến 1,2cm là được và cắt ra để vừa với cái washi của các bạn nhé. Sau khi hoàn thành tất cả thì các bạn lấy cái washi cuộn và cái lõi bên trong và cố định làm sao cho nó tròn tròn xinh xinh nhé. Đây là cái washi mình làm bằng giấy A4, còn cái washi mình mới làm bằng cái giấy hơi nâu nâu một chút. Đây, các bạn cố định cắt ra và dính nó lại với nhau thì nó sẽ không có bị trượt hoặc là bị tuột ra bên ngoài ấy. Nói như vậy hơi thô thiển nhỉ. Bây giờ các bạn cuộn lại nhé. Mình nói hơi nhanh một chút ấy. Sau đó thì các bạn lấy một cái này cố định lại. Đấy, xong những cái washi đầu tiên. Và đây là toàn bộ những cái washi mà mình đã làm. Các bạn cuộn chặt vào một chút xíu rồi cố định lại, nó sẽ tròn cái washi ấy. Bình thường thì mình khuyên các bạn nên làm hai cái để nó dày và cố định hơn. Và các bạn thấy như thế nào? Nhớ hãy like, subscribe, share và ủng hộ channel của mình nhé.